Chào mọi người, để giới thiệu một người lấy dao thổi lá bằng nhôm. Đấy, cứ thổi đấy, cứ thổi thoải mái luôn. Ghê thật. Ga đi, cứ ga đi cho xem nó độ ngọt nào. Này là phải đè nữa này. Đó, mạnh đấy. Ôi ôi. Mic. Không sao đâu, thoải mái. Mình test máy mà. Quá mạnh rồi. Đây là thổi lá cao su hay là thổi lá điều? Cao su thì không được hết. Không, ý anh ấy, anh đang sử dụng là điều hay cao su? À, thổi lá điều. Dao nhôm. Này nó có hai loại nhá, loại sắt và loại nhôm. Nhôm thì nó nhiều gió hơn. Nhưng mà bền thì sắt nó bền hơn. Cái này nhôm chứ? Này nhôm. Nhôm thì nhiều gió nó to. Còn sắt thì nó nhẹ hơn chút và nó bền bỉ hơn. Sắt mà hư được hơi khó. Ủa đi xe tải ra. Khách ở xe. Rồi ngon rồi. 50 tiền thôi. Đó. Con da này là Kasai, hàng Sài Gòn lắm. Xi lanh 36 33cc. Này dùng thổi lá nhẹ phèo và thổi rất là nhiều. Thổi lá điều cao su thoải mái. Dao nhẹ. Đó. Nhôm thì nó sẽ rẻ tiền hơn sắt. Cái này tôi bay hết. Cái này cái nào nó bay hết. Rất là nhiều. Đó, hai loại nhôm sắt. Sắt này ít có hàng lắm. Sắt bên này ít có hàng lắm. Nhôm thì nhiều, nó sản xuất nhôm nhiều. Mình thì chỉ cuối năm mình bán nó mới chạy thôi. Dễ đây phải không? Vâng, đúng rồi ạ. Không có điện á. Vâng, đúng rồi ông ơi. Con đây. Điện không? Đó, đây là dao thổi lá bằng nhôm. Dạ có, sao ạ? Rồi, cảm ơn anh. Số 796 đùi là hộp điện. Điện hộp nhớ không? Số nào? Ôi, con không nhớ là nổi đâu. Còn khách hàng nhiều quá không nhớ nổi. Đây là dao thổi lá bằng nhôm. Đó, chỉ cần ráp vào cái đầu bò rồi thổi lá. Dạ. Quạt lá cây hả? Quạt lá cây, lá điều, linh tinh các thứ. Ủa rồi bay không? Cứ này nó bay hết, bay khiếp lắm. Mày là chuyên thổi lá cao su mà. Còn về mình áp dụng mình công việc, mình làm gì mình làm. Cầm tay thì nói chung là lại phải sắm thêm. Hồi kia chú có cắt cỏ rồi. Này ráp vào mấy cắt cỏ. Đúng rồi. Chó nhà anh mua cái này có mấy chục ngàn thổi cho nhánh. Đây sắm thêm cái kia tốn tiền, làm cái này cho nhanh, tiết kiệm. Cái nào hỏi không? Nhôm thì nhiều gió hơn, nặng máy hơn, còn thằng này nhẹ hơn, nhưng mà thằng này thì lại bền hơn, sắt thì nó ít hứa. Còn nhôm thì nhiều khi nó mềm, thổi lâu nó mềm cánh. Nhưng mà thằng sắt nó ít. Sắt dao nó có 60 ngàn cái, còn dao này 50 ngàn. Gắn vậy phải không? Đúng rồi, gắn như vậy thôi. Để cho ráp vô là nó cứ quay, nó thổi khiếp lắm. Nếu mà máy lớn thì công suất xi lanh tầm 40 là phải có cục đá đè lên. Không là nó nhức một phát vù lên luôn. Là những anh mà thổi lá cao su là toàn xài những loại này. Để mà gom thì lấy thằng này nó ngon hơn này. Còn mà thổi bụi thổi gì mà cho không cần gom ấy là cứ lấy thằng này. Thằng này là nó nhỏ, nó lái được từng góc, nó gom lại, người ta gom bụi gì chúng muốn lùa hết vào một góc như thế này. Thổi rác thì bụi thổi gì cũng thổi được hết. Nên là mấy cái cỏ nó tiện dụng lắm, cứ ráp vào cái đầu bò cái cỏ là chứ thổi thoải mái tạt gà luôn. Bao chất luôn. Vèo vèo luôn. Mạnh lắm. Chúng mua cái máy thổi lá cao su á, cái máy máy cắt cỏ hả? Máy thổi. À máy thổi đau lưng hả? Là lưng thì máy này. Ok, kết thúc video ở đây. Chào mọi người. Giá sản phẩm 50 và 60. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ nhá. Xin chào anh em.